Dạ vâng, và xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì bên em sẽ lên cho bác một cái cấu hình combo. Bên em sẽ có mua hai sản phẩm và tặng một sản phẩm, đó là sản phẩm súp bát 30 luôn. Hôm nay thì sẽ lên sản phẩm combo, đó là cây 512. Em sẽ miêu tả chi tiết hôm nay luôn nhé. Tất cả những sản phẩm hôm nay thì em sẽ nói qua và chi tiết cho các bác luôn. Đây là sản phẩm bãi cây 512 và là Make in China các bác nhé. Hàng bãi xịn chuẩn của nó thì lúc nào cũng là Make in China, bởi vì nhà máy JBN là của Hakman ở bên Trung Quốc. Kể cả các bác mua những cái đôi loa mà chính hãng của JBN bây giờ cũng hiện tại là cũng đều Make in China hết các bác nhá. Hiện tại đây là con model là đời cao nhất các bác nhá, đời cao nhất bằng bãi xịn. Đấy, thì các bác có thể nhìn qua. Đời cao của nó sẽ là có logo công tắc bật mở của đèn ở đây. Em sẽ nói qua bởi vì nhiều bác xem mới theo dõi kênh có thể không biết được. Công tắc bật mở của đèn ở đây này. Model này, Tú quay cho anh loại lại cái loa này cái. Không quay hẳn xuống. Đấy, để cho bác nhìn rõ model. Quay ngược quay cho nó nằm xuống ấy. Ok. Đây là con cây 512. Con này thì toàn bộ không phải là sơn sần mà là dán phót đó nhá, loa làm loa treo. Đấy, thì đây là vế của nó này, vế L này. Model đó là cây 512. Đấy, của hãng JBL. Đấy, Make in China. Và đây là những đầy đủ tem thông báo và chỉ số của nó, mà số seri đầy đủ hết. Và đảm bảo cho bác đây là hàng bãi xịn luôn. Các bác có thể về nhà test và kiểm tra thoải mái. Ở đây thì đây là bát 30, nó có một dòng nữa là cây 510 là bát 25. Trên lóc này, Tú ấy lại không ấy. Trên lóc này nó sẽ có ốc treo. Bác thích treo hoặc là để trên giá kệ đều được. Đó nhá. Cái dòng này là dòng quốc dân mà tiếng chất âm của nó hát rất là hay. Em sẽ có một cái video lên sóng, các bác rất là nhiều bác thắc mắc, đó là dòng loa JBL Passer 12 và dòng K512. Xem cái chất âm của nó cái nhà và cân đối xem là nên mua cái con nào nó sẽ là hợp lý hơn. Thì tí em sẽ có những video mà so sánh hai dòng sản phẩm Passer và K512. Hôm nay thì lên cho bác cấu hình combo, đó là K512 cộng X36 và khuyến mãi đặc biệt luôn, đó là tặng cục súp. K512 là 6.8 triệu, X36 hiện tại bên em đang giảm giá còn 7 triệu và bên cạnh đấy là bên em tặng cho bác một cục súp nữa. Đấy, tặng cho bác một cục súp M623 dòng phiên bản đời mới của năm 2024. X36 của bên em thì hiện tại là có hai màu, rất là phù hợp với dòng loa bát 30 nghe gia đình và hát karaoke như cây 512. Một bát 30, một chung và một xếp này. Con X36 này rất là lành. Tiếng tép của cây 512 nhạy thì nó hát nó sẽ sáng và nhẹ hơn. Vì thế là cần những sản phẩm đó là đẩy liền vang như xử lý X36, từ xử lý giải mã DAC và tiếng reverb hoặc là chỉnh chi tiết ở trên máy tính thì cần con X36 này xử lý. Ở trên này thì có màn hình hiển thị. Đấy, và một đường nét chảy dài ở đây, mặt kính chảy dài thì các bác có thể bóc ở cái này ra. Ở đây sẽ có 3 volume tổng, music, mix và effect, và những cái đường tín hiệu vào input, đầu vào đầu ra. Bên dưới là con D68XG, một dòng đẩy liền vang cơ, ở trên là đẩy liền vang số. Đấy, hai cái dòng nó là khác nhau về cái tính năng sử dụng. Đấy, khác nhau về tính năng sử dụng. Đấy. Ở đây bên em sẽ có hai màu để các bác có thể lựa chọn, đó là màu gold và màu đen, hai cái màu rất là sang trọng. Đấy, các bác có thể lựa chọn một trong hai. Đấy, thông báo với các bác đó là chương trình khuyến mãi, đó là X36 chỉ còn 7 triệu thôi. Cây 512 bãi xịn bên em hiện tại vẫn là 6.8 triệu, và khẳng định cho bác đó là về các bác có thể test và kiểm tra thoải mái dòng sản phẩm và chất âm và cũng như là nội thất toàn bộ luôn. Và bên cạnh đấy thì bên em sẽ tặng cho bác đó là một cục súp M623 phiên bản của EV Pro, súp bát 30, súp quốc dân. Đấy, M623 này thì em đã mưu tả rất là nhiều rồi, mạch điện hai lớp và nhá. Ok, Tú thử lên nhạc mà có cả súp luôn nhá. Em sẽ thử tiếng súp của nó nhá. Lúc đấy các bác được nghe đó là nghe tiếng loa không. Rồi em sẽ test thêm súp vào.
Ok. Đấy thì các bác vừa được nghe qua rồi đấy, về cái chất âm của cảm giàn này, khi không có súp và có súp vào là bên em sẽ tặng cho bác cục súp, bác không phải thanh toán tiền nhá. Tổng 7 triệu cộng với 6 triệu 8 là tầm 13 triệu 8, là bên em sẽ tặng cho bác một cục súp, đó là rơi vào tầm 3 triệu 100 nghìn đồng. Đấy, vừa giảm giá con X36, vừa giảm giá, vừa tặng thêm cho bác con cục súp 16-23. Bác có thể tham khảo qua về cấu hình combo này nhá. Em xin kết thúc cái video đây và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nha.